Thầy biểu mình chỉ tu là sửa, sửa tất cả những cái xấu ra cái tốt, những cái công ra cái ngay là sửa, chứ có gì. Cái chữ tu nó liền với chữ hành, hành bất chính người đời người ta mới nói. Mình nói bây giờ mình hiền mà người ta còn mắng chữ mình đâu phải là người hiền. Thầy nói thiệt hiền đức rồi, không có ai mắng chữ người ta. Người ta còn mắng chữ mình mà mình chưa thiệt người hiền. Rồi cho mấy con nghe. Rồi cái tu á, mà trồng cây mà chẳng rắp rào, để cho gió lại tạt vào gốc lai, cái cũng như mình tu mà mình không hành nữa đó, mà mình trồng cây mà mình không rào không rắp là gió nó lung lai ngoài, nó không có được cái gì trơn trời. Ở thầy cũng nói trồng cây mà chẳng rắp rào cũng như để cho gió tạt là vào gốc lai đó. Mà tu là sửa tất cả. Bởi vì tôi nói với mà Dũng, tôi nói thầy không nói đó, mà thầy nói thì nhiều đạn cho mình tu, có đạo nhân làm người ha, nhưng mà mình ráng tu một chữ một thôi. Tôi nói thầy nói ha, là tu là tu Phật tu tiên phải không, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Nó mình tu một chữ hiền một thôi, nó làm hiền lành hơn tụng hà tưởng nhớ Phật hai hơn ó rác nữa. Nó làm hiền đấy là ngón lành ở cái làm hiền, tất nhiên là mình nhịn được tất cả, mình không có hơn thua với đời, mình không có mà tranh cạnh với đời, là mình hiền đó, được người hiền chứ cái gì đó. Thầy nói người hiền đức mới là người trí đó. Mình hiền mới là người trí đó, chứ phải chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí đó. Cái người hiền là người trí đó, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Cái chữ nhẫn là cái hiền, là hiền là mình học cái pháp nhẫn, tu pháp nhẫn. Mình làm hiền được là quý nhất trên đời. Bởi vì thầy nói người hiền nó khó kiếm trong đời, người hiền khó kiếm lắm. Bởi vì tôi nói với mấy ổng, tôi nói là thầy hồi đó ổng ra khuôn bút rồi ha, năm nay là gần trăm năm rồi, nhưng mà thầy xin mình có một câu một mà mình chưa chịu bỏ. Mấy ông đạo nói thầy xin mình câu gì ông Sáu, tôi nói đây này để tôi nói cho mấy ông nghe. Thầy xin mình á, xin đừng đeo đắm lợi danh, phải rõ ràng không. Thầy xin mình á, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trâu dạo đức mà hư danh vợ tiền. Thầy xin mình có một câu đó mà mình chưa chịu bỏ. Bây giờ trên thế gian này chưa có ai bỏ cái danh lợi hết trơn trời, cũng còn chạy theo cái danh lợi mãi mãi hoài, chứ chưa chịu bỏ đâu, chưa chịu bỏ cái danh lợi. Bởi vì thầy cũng nói trong nhiều người kinh sử cũng lão thông đó, chứ phải không đâu, mà không sửa tánh mới lòng còn mê. Bởi vì tôi nói với mấy ổng, mấy ông đạo, tôi nói thầy nói mà nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý rồi bả lợi. Mà tôi hỏi mấy ông gì cho mấy ông biết ông thầy nhang hồi đời nào, ông có lịch sử của ông thầy nhang chưa, có ông nào biết cái lịch sử của ông thầy nhang đâu. Mấy ông nói ông đó là ông thầy nhang, là ông đi bán nhang là thầy đó là đặt ông thầy nhang chứ gì. Tôi nói cái chuyện đó là mấy ông nói cái du dơ, chứ có đâu có căn bản gì đâu. Ông thầy nhang này ha, là ông đệ tử của đức Khổng Tử. Ông Đức Khổng Tử ngày sanh nước Lỗ, mà ông thầy nhang này là học trò của Đức Khổng Tử. Hồi đời Trung Quốc là Trung Thu là ha, chơi trước kỷ nguyên Tây lịch nên chứ phải thường đâu. Mà ông á có 29 tuổi là đầu bạc phếu ở căn trời, mà còn ông mất là mới có 31 tuổi thôi. Bởi vì ông còn trong cái nhang hồi, bởi vì thầy kêu ông thầy nhang, ổng còn ở trong cái nhang hồi, cũng chưa thoát ra khỏi cái nhang hồi. Bà còn bây giờ thầy cũng nhắc bây giờ nó đời hạ nguyên hay chết tuổi sanh, như thở trước nhang hồi còn trẻ đó, ổng còn ở trong cái nhang hồi, mà giờ mình chết trong cái tuổi trẻ này mình cũng còn cái nhang hồi, mình chưa thoát khỏi ra cái nhang hồi. Bởi thầy ổng còn nhắc cho mình biết đó. Rồi mấy ổng nói tại sao ông rành đi sao, tôi nói tại tôi có coi mà tôi không biết sao được. Mà rồi ổng thật là nghèo, ông thầy nhang này thật là nghèo, gia đình khổ sở dữ dằn lắm. Ông năm hạ tháng không mít lòng ai một chữ nào trơn, mà ông Đức Khổng Tử ngài nữa là giải ra, ông viết ra một câu, ngài giải ra tới 10 câu luôn đó. Ông thông minh vậy á, ông chỉ có bầu nước với đai cơm thôi, chỉ có bầu nước ông mang với cái đai cơm thôi, chứ còn không có gì trơn. Ăn thì ăn gạo xô, uống nước rã, gia đình thật khổ sở. Mà Đức Khổng Tử ngài nói theo như người nào là người ta bỏ dở cái chuyện tu hành, người ta không có tham nổi, người ta làm không nổi rồi. Nhưng mà ông thật là tốt. Ở vậy ông nói ông Đức Khổng Tử là ông nói ông nhan hầu mà mất rồi, ông rất là thương tiếc và đau buồn chứ phải thường. Ông nói ông thương nhan hầu đó.
Rồi mà ông Gia Hồi đó, ổng mà là viết một câu nho này, rồi tôi hỏi mấy ổng một câu nho này, nó đồng đạo mấy ông chưa biết ông Gia Hồi viết cái câu nho này ra sao nữa. Ổng viết một câu nho tri túc thường lạc, ông Gia Hồi viết cái câu nho đó. Rồi mấy ổng hỏi câu nho đó ra sao ông Sáu, tôi nói tri túc là ông thầy Nhan là ổng nói bầu nước với đai cơm của ổng vậy là đủ rồi đó. Ổng không còn ham danh lợi, còn ham cái gì nữa trơn. Thường lạc là ổng sống một cuộc đời rất là an lạc. À, không có mà phiền phức, không có phiền não, không có buồn phiền gì nữa trơn đó. Tri túc thường lạc ông viết câu nho đó. Bởi vì ông mà Đức Khổng Tử ngài cũng là liệt ổng vô mà được là bậc thánh đó. Mà chứ phải thường đâu. Ông thầy Nhan á. Bởi vì thầy mình cũng nói mấy cháu, thầy mình cũng nói cư trần bất nhiễm là người thánh đó. Ông thầy Nhan ổng không nhiễm, ổng không có nhiễm đời, ổng không có danh lợi, không có gì đó đó. Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền đó. Mình không mê là mình được người hiền. Còn này mà ngoài đời mình thấy cái gì mình cũng mà mê đáng đáng mà, đấy. Còn mê dữ dằn lắm. Bởi vì mà trong tâm mình nó có 6 căn ở trong tâm á. Mà hằng ngày diệt lục căn, đừng có nhiễm lục trần. 6 căn ở trong tâm mình, nhãn nhĩ chỉ diệt thân ý là nó là lục căn, nó là 6 căn nó khiến con người mình đó. Còn có lục trần là ở ngoài, ngoài trần thấy không? Mà mình diệt được cái 6 căn này là mà nó mình không nhiễm 6 trần. Bây giờ 6 trần ở ngoài này, bây giờ bác cháu mình, ông cháu mình thấy cái gì mình cũng biết hết trơn, mà mình đừng nhiễm mới là tốt. Chứ mình thấy mình còn ham ở chiếc xe này quá êm, cái xe này nó là cái gì quá đẹp thấy không? Mình còn ham, mình còn nhiễm, mình thấy nhưng mà mình đừng nhiễm mới tốt. Bởi vì tôi nói mình ráng tu hai câu thầy nói thôi, thầy nói cư trần bất nhiễm mới là người thánh đó. Bởi vì ông thầy Nhan á là ổng liệt vào được bậc thánh đó, thật sự ổng không nhiễm mà không nhiễm đời. Lẫn tục đừng mê mới chứng bậc hiền, nếu mà mình không mê là mình chứng được bậc hiền đó. Chứ phải hơn đó. Bởi vì tôi nói với mấy ông, mình tu ra thầy dạy mình đủ chỗ, thầy dạy mình đó, làm hiền lành đi hơn tụng hơ hà, tưởng nhớ Phật hay hơn ó ré. Mình xúm nhà mình ó ré, mình nói thế này kia kia nọ, chứ mình dở thầy chê mình dở đó, chứ mình tưởng nhớ Phật đi. Thầy nó tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng phủ quyền sớm tối mới màu. Như vậy mới là quý. Chứ mình đừng có nói mình ăn tương mà năm này tháng kia, mình ăn tương rồi mình để cử sát sanh, mình để làm cái hàng rào đặng mà mình rào cái tâm thánh mình lại thôi, chứ còn nó đâu phải là tu. Tu là tu tâm sửa tánh mới gọi là tu. Chứ mình ăn tương mà đâu phải mình gọi là mình tu đâu. Mà ở thầy nói là miệng kêu rào chuyện khước bề ngoài, chứ tâm trong tâm ý còn mưu mô đủ thế đâu. Phải không mấy cháu? Miệng ở ngoài miệng mình nói phước đức này kia kia nọ mình nói làm, chứ còn cái tâm ý mình còn mưu mô đủ thế trong nó chưa thiệt tâm chứ đặng đó. Bởi vì tôi nói mà vì mà đồng đạo mình về nghiên cứu cái bài mà thầy cho ông Cò Tào Hảo đó, một bài một thôi là mình tu giải thoát liền. Nói mình làm trọn vẹn cái bài mà thầy cho ông Cò Tào Hảo đó là mình được giải thoát luôn, khỏi có nói gì thì nhiều ra. Mà về mấy ông nghiên cứu thì mấy ông là khi văn giáo lý của thầy ra đây, thầy viết cho bài thầy cho ông Cò Tào Hảo đó. Mà thầy nói ha, mà tam quy ngũ giái lòng hàng dình theo. Tam quy là gì? Phật Pháp Tăng ha. Ở trên ngôi Tam Bảo mình là ba ngôi đó, Phật Pháp Tăng. Tam quy là gì? Tam quy đó ha. Ngũ giái là gì? Ngũ giái tất nhiên là ngũ giới, thầy biểu mình giữ năm giới thôi. Tam quy ngũ giới lòng hàng dình theo, chúc ông hoàng nhỏ vững lẹo, qua bờ giác ngạn sớm trao gương màu liền. Nếu mà giữ được năm giới là mình không mắc được kiếp người, sau này cũng còn sống được làm kiếp người. Mấy ông hỏi ông Sáu là năm giới đó, thầy biểu mình giữ năm giới nào ông Sáu? Tôi nói cho mấy ông nghe ha, đây nè. Một là thầy biểu mình không sát sanh ha, là cái giữ giới mình không sát sanh, mình ăn tương là mình cử sát sanh được rồi. Một là không sát sanh nè, hai là không đạo tặc nè, ba là không tài dâm nè, bốn là không uống rượu nè, năm là không nói dối, nó năm giới thôi. Thầy nói mình giữ, làm giữ được năm giới là qua bờ giác liền, là mình qua cái bờ bên kia mình hết mê liền, và qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu, nơi cõi tạm xong sầu bể khổ. Thầy ông nói nơi này là cái cõi tạm, cái cõi trần gian này nó tạm bợ, nó không có gì mà tồn tại đối với mình đó. Thầy nói nơi cõi tạm xong sầu bể khổ, làng ngựa xe nó cám dỗ tao nhân,
nó là ngựa xe là cái đời văn minh, chứ không phải thầy nói thầy nó giác cho mình biết cái ngựa xe, chứ cái đời này nó văn minh nó cám dỗ rồi người đó, nó chứ không phải là cái ngựa xe thầy đó là thầy nó giác chứ. Là ngựa xe nó cám dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần, thiệt không mình chạy sao cái văn minh rồi mình gây ra không biết bao nhiêu cái phong trần đó, cái bản thân mình ta luân hồi sáu nẻo khôn là bước ra đi thầy biểu mình luân hồi cái đó là luân hồi sáu nẻo đó, khôn là mình bước ra đi rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt. Nó cái ái đó cũng như cái sông như biển đó, cái ái dục cái hang nó cũng như sông như biển đó. Thầy nó rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, nó cầu tu cho đạt ngũ hương. Tôi nói cái ngũ hương này chưa có ông nào mà đạt được cái ngũ hương đó, năm hương đó. Bởi vì cái năm hương này nó cũng có dài lắm, thành ra tôi giải ra không hết á. Năm hương, năm vị hương đó, thầy nó cầu tu cho đạt ngũ hương, quê gương trí huệ mai dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý, trong sắc thân giám thị lục căn. Thầy nói trong thân mình lục căn nó nằm ở trong sáu, cái sáu căn nó nằm ở trong tâm mình á. Thầy nói trong sáu lục căn hàng ngày mình giám thị đó, là cũng như hàng ngày á mà mình giám thị là gì, mà là mình kiểm tra nó hàng ngày, cũng như mấy ông giám thị ở chợ tháng hàng ngày lại quay chợ hoài đó, coi giám chợ cái này thầy nó giám thị là mà kiểm soát, là thầy nó trong mà giám thị lục căn ở trong sáu căn đó, đừng cho chúng tính lăng hoàng. Nó thầy biểu mình đừng cho nó tính mình lăng hoàng, là tính chuyện gì bậy bạ nó sai khiến mình đó, đừng cho chúng tính lăng hoàng. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần nữa, nó sao nó sáu căn mình nó sai khiến mình nó đủ thứ. Ông mà trần này mà đặng mình ham muốn cái này cái nọ cái này cái kia là cũng do này sáu căn mình nó sai mình không đó. Mà ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, nó khóa ngũ quẩn dứt lần tham ái, phải không? Cái ngũ quẩn là gì? Tôi nói là mấy ông hỏi cái ngũ quẩn là gì ông sáu? Tôi nói này rồi nói mà nghe mấy ông chưa rành cái ngũ quẩn đó. Tham sân si nhân ngã là đó là ngũ quẩn đó. Tham sân si nhân ngã là cái ngũ quẩn đó, không nó sai khiến mình phá ngũ quẩn, nó cái ngũ quẩn đó là dứt lần tham ái nữa. Cội sân si cũng phải tạo trừ nữa. Tôi nói nậu ở đó mình làm ngon lành mình cũng giải thoát nữa. Cái cội sân si bây giờ tham sân si mình chưa dứt được. Chưa có ai mà thế gian này chưa có ai dứt được cái thằng tham, thằng sân, thằng si này đó. Nó mình chỉ có bớt thôi à, chứ còn chưa dứt nó nổi. Cái thằng mà nóng giận này có ai mà diệt nó được chưa? Chưa có ai diệt được nó nổi một trăng thôi. Không nhiều hết à. Không nổi lên đó thì không cũng nổi lên nhiều. Cái thằng sân này nó ngặt dữ dằn. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng mà nổi lâu đình đâu có định chừng cho tao biết mà con giữ trước. Nó dữ dằn, nó hơn là lửa dữ ở ngoài đời nữa cháu, chứ phải thường đâu. Nó đốt cả rừng từ bi mình đã trăng trời đó. Nó tan tác hay trăng trời. Chứ phải thường đâu. Cội sân si cũng phải tảo trừ luôn ha, đem về giác tánh chân như là mình đem về cái tâm cái tánh của Phật rồi đó. Chân như là cái tâm cái tánh của Phật đó, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ dữ sanh. Nó là kim thân là gì? Mau ha, cho tôi nói kim là vàng, thân mình nó tới chừng đó cái thân mình cũng như vàng rồi đó, nó quý á. Bởi vì mình làm tội Phật tổ rồi. Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh, đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ, tới chừng đó là mình về cõi trên là mình làm tôi của Phật rồi đó. Làm tôi Phật tổ chí thành chí chân, dầu mắt phải mưa đơn gió kép cũng kiên trì mà dẹp ra trong. Thầy mà là mấy ông hỏi mưa đơn gió kép thì dừng sao? Tôi nói mưa đơn gió kép là hoàn cảnh nó trắc trở, mình gặp cái hoàn cảnh khổ sở cỡ nào mình cũng phải ráng vượt qua. Mà nó đó là cái mưa đơn gió kép cũng kiên trì, thầy biểu mình phải kiên trì mà dẹp cái đó là cái gai trong nó đối với người tu đó, mà cũng kiên trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông, thầy nói ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu đó. Chúc cho đó dẹp mây mù vững vàng bất thối công phu dương tròn, đến ngày biển cạn non mòn tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn. Thầy trong đó thầy dạy mình tu tứ ăn luôn đó. Tứ ăn đã trả mà chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tự làm tăng, ông cò tà hảo này sau này ông vô chùa ông làm tăng, ông cạo đầu ông vô chùa ông làm tăng. Bởi thầy nói nay ông nhập tự làm tăng, trước sau ti khác cho thầy nó có thiện căn dẫn đồng. Ông vô ti vô sau ông ở sau vậy chứ cái thiện căn của ông cũng đồng nhau cũng như người ta hầu trước giờ, chứ không có thua người ta đâu. Nó, trước sau ti khác cho thiện căn dẫn đồng, lắng tai nghe được tinh hồng tờ qua ít chữ gọi làm chi vui đó. Tôi nói mấy ông làm ráng làm cái bài thầy cho ông còn thọ hảo đi, làm mấy ông giả thác liền tôi bảo đảm về tây phương liền.
Còn mà mấy ông muốn tu có đạo làm người ha, tu có đạo nhân có đạo làm người, tôi nói mấy ông về mấy ông nghiên cứu một bài mẫu thôi, một bài thầy viết cái bài không buồn ngủ đó, mấy ông coi kỹ cái bài không buồn ngủ đó là mấy ông về mấy ông tu có đạo nhân làm người ngon lành, chứ khỏi phải nói gì ra đợi mà ai cũng chưa có làm được cái điều đó ra đợi. Rồi mấy ông hay sao mà tôi nói này là thầy nói ha, mà đạo tôi Chúa cũng phải chặt gìn câu chung thủy nhé, và đạo thầy trò cũng phải khắc cốt như dây xương nữa, và đạo cha con cũng phải chặt chẽ chữ nhân trường, và đạo chồng vợ cũng phải thuận hòa cho đến khác nữa, đạo bè bạn thoát thân bất thân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan nữa, cái bè bạn nhau thầy dạy mình tu có đạo nhân ở trong cái bài mà thầy cho mình bài đó không buồn ngủ đó. Cái bài không buồn ngủ tất nhiên là thầy biểu mình đừng ngủ mê đó, mình đừng mê đó, mình coi cái bài đó mình thức tỉnh, mình tu cái đạo nhân, cái đạo làm người đó, chứ không có gì đó. Tại mình coi kinh lực rồi mình không nghiên cứu rồi mình không có hiểu rồi, chứ còn mình coi bởi thầy nói coi rồi cũng phải nhận cho hiểu lý đó, câu quyền sâu của kẻ khùng này đó. Coi mình coi qua rồi cũng phải nhận đó. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu cố công gìn giữ tánh thuần lương. Bởi vậy thầy biểu mình phải nghĩ suy từ nét dấu luôn. Ông bà kể lại chứ chứ tôi độn cũng kể lại cái mà thầy cái màu nhiệm đồ của thầy rồi này kia anh cho mình biết. Ông Sáu có nhớ khúc nào ông Sáu chia sẻ cho con? Thì cái màu nhiệm của thầy thí dụ như họ thầy mà còn ở tại tổ đình á, thầy trị bệnh cho người ta là mình thấy là cái sự màu nhiệm của thầy rõ ràng. Bữa đó vợ chồng của ông đó là trở lại rồi mà cho thầy trị bệnh trở lại tới bến rồi là vợ ông chết ở dưới ghe. Cái ông xuống ông nhổ xào tính lui ra rồi thầy ở trên bờ ở trên nhà thầy đi xuống này nó thôi đừng có lui ghe trở về lên khiêng lên đây đi tôi trị cho tôi trị bệnh cho nó mà chết ở dưới ghe rồi. Rồi cái khiêng lên là đức ông mới cự với thầy sanh tử ông nói toàn hồi đó trào pháp ha, mà nó mà án mạng mà đem vô nhà thì ông nói nó làm khó làm dễ mình á rồi ông cự rồi cái thầy ông mới biểu khiêng lại sao khiêng tuốt lại nhà sao rồi thầy mới là biểu rót mà thầy biểu mà là cứu xong hắn múc tô nước đem lên mà múc xuôi nước á nha chứ đừng múc ngược nước ha, thầy biểu múc một tô nước đem lên là thầy cứu cho xuống xong cái nó gấp quá gấp cái nó đẩy ngược nước không ha, rồi thầy lên nhà thầy biết liền, thầy nói tôi biểu múc xuôi nước sao mà múc không múc mà đi múc ngược nước mà mày mấy cháu có phải cái đó là cái màu nhiệm thầy ở trên nhà mà thầy biết là ở dưới sông là nó múc ngược nước rồi đó nó. Rồi nó là lên rồi cái thầy biểu xuống múc lại xuống múc xuống nước là đem lên là thầy nó rồi thầy phun từ ở trên xuống dưới rồi một lát là máu me nó trở lại liền mà mở mắt ra là sống lại liền, vợ chồng mới quy y mới là lại thầy quy y luôn đó. Bởi vì thầy mới nói dùng quyền diệu tiên gia đặng độ bệnh, thầy dùng quyền diệu đó tiên gia đặng độ bệnh cho kẻ ít căn lành, thầy nói mấy cái người đó ít có căn lành đó mà được mạnh mà cảm lòng từ bi với chư vị với tam quan, thầy nói mấy cái người đó ít có căn lành đó, bởi thầy làm cái quyền diệu vậy nó đặng mà cho mà thấy cái màu nhiệm vậy mới là hết hồn mới sợ mới là trở lại con đường đạo đức mới tu nên với thầy quy y lại thầy liền, nói cháu ơi chết rồi mà thầy cứu sống lại đó. Thấy đó. Rõ ràng đó. Còn tại tôi đình nhiều cái màu nhiệm lắm, hồi đó ông nhạc gia tôi là ông già vợ tôi đó, hồi đó chị vợ tôi chị của bà ở nhà tôi đó bệnh rồi cái ông già vợ tôi ông mới lên ông mới rước ra thầy nó bị con ở tổ đình đó rước thầy nó xuống mà bằng bệnh đó. Rồi nó là hồi đó đi bộ con mấy cháu ơi đâu có xe cộ gì, thầy ông nói lại cho này tụi tôi nghe tôi biết á, ông nói là thầy ông đi trước đi bộ trước rai mà ông chạy theo rước sức không cái đó ông chạy sau lúc trước với thầy không đó, thầy ông nói nhìn thấy thầy đi lai rai nha mà chạy sau lúc trước không á, thầy xuống rồi á thầy trị bệnh rồi thầy nói anh Chính nè mà anh ráng nuôi nó đi tới 12 tuổi anh khỏe mà thiệt tình tới 12 tuổi nhỏ chết ngắt mà thấy cái mà thầy dám biết cái trước mà cái màu nhiệm của thầy thấy dễ sợ không, ông già vợ tôi cũng tưởng là thầy nói
nuôi tới chừng đó rồi nó là nó hết bệnh rồi, nó lớn rồi, mình khỏe rồi, mình hết lo ha. À giờ tới 12 tuổi chứ nhắc. Thầy nói rõ ràng đó, thầy nói anh ráng nuôi nó đi tới 12 tuổi rồi anh khỏe. Ông cũng mừng ha. Ông nói như vậy là 12 tuổi tới chừng đó nó mạnh là nó khỏe, mình hết lo. À giờ được 12 tuổi chứ nhắc nó mới cho thấy. Cái đó là cái ông mầu nhiệm của thầy mình rõ ràng không? Bây giờ người ta nói lợi tổ đình, người ta nói mà thầy đồ này kia, thầy ông cũng dặn đức ông á, thầy cũng dặn ông cả, ông đừng có tin ai ta nói. Tôi về tôi đứng giữa nhà, thầy nói thầy về thầy đứng giữa nhà chứ không phải là đừng nói tôi ở ngoài đường, người ta nói tôi là tôi ở sao hè này, người ta nói tôi ông cũng đừng tin. Nó thầy nói chừng nào thầy lại gia trung, gia là nhà hắn, trung là giữa, tôi nói thầy nữa về thầy đứng giữa nhà, chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng hữu tre đó. Chứ người ta nói ông ngoài đường hay là sao ông cũng đừng tin tôi, thầy dặn lời đức ông rõ ràng. Bây giờ nhiều mẫu đạo linh thính lắm, dữ dằn lắm mấy cháu, chứ không phải thường đâu, mà các đạo tà nó mưu kế âm thầm lắm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu rè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành xa cạm bẫy khó mong sống sót. Nếu mà xa vô nó thầy nó sau này khó mong sống sót, chứ không phải nó thường đâu. Thầy ông nói dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, thầy dạy mình là dạy cái đạo chánh. Tôi nói ông nào bây giờ xưng thầy xưng đồ mà có ông nào lãnh cái xác lệnh nào xuống đây mà dạy mình chưa? Chưa có ông nào lãnh một cái xác lệnh nào xuống dạy mình hết trơn. Còn ai tận diệt tận lập đời trở lại đó, thầy nói tận diệt chứ không phải nào. Cấp thế giới biến gì thường hải dùng phát màu tận lập lại thuận quan về tiên cơ cùng rõ trơn. Đời cùng là tu gấp kịp thì, thầy nói đời cùng rồi đó, tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Tôi nói sau này nó còn một cuộc mà chiến manh giành xé nữa, thầy nói còn một cuộc chiến manh giành xé đó. À, mấy ông hỏi mấy giành xé ở đâu ông sáu à, chiến manh là mấy ông nói chiếu mình chạy cúng đó hả? Tôi nói trời ơi không phải cha ơi, thầy nói chiếu manh là chiếu sáng cả thế giới luôn. Thầy nói còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi đó, dòm xem trong ngọc chiều mơ cho đời không sớm tách rời khỏi mê. Nó thầy ông biểu mình đó, đợi đến lúc thảm thê thảm mắt thầm thần nó trường lãm với ai. Thầy nói còn một cuộc chiến manh giành xé ở miền bãi núi mình đó, khắp hoàn cầu ó ré một nơi đó, dòm thấy là trong ngọc mà dòm xem trong ngọc chiều mơ mà sao đời không sớm tách rời khỏi mê. Thầy nói mà nữa sao cái miền bãi núi mình là mà lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung ở đảnh đó dành cho cả lòng trung đánh trực quân cùng thần nó nức vui tươi, nó liên qua đua nở nụ cười rước tôi lên đóng chào người chân tu đó, mình tu ngon lành đi nữa rồi mình lên đó đó rồi mấy ổng chào mình liền à. Rồi nói mình tu ngon lành đi nữa lên đó đó rồi ổng chào liền, chào người chân tu mà chứ không đâu, mày ráng tu đi. Bây giờ tu có kịp không sao? Kịp, bây giờ tu còn kịp. Thầy nói bây giờ tôi quan kịp là trường thi chưa mở, trống chưa thùng, chừng nào trống quánh ha là kể như bế mạc cuộc thi rồi đó, cũng như mà núi nổ đó ha là kể như rồi đó, bế mạc cuộc thi đó. Thầy mình học ra là học Phật tu nhân mà mình còn học bài đâu ngoài nữa mình thi nữa chứ phải thật đó. Bởi vì bây giờ tôi còn kịp, bây giờ mấy cháu tu cũng còn kịp thầy tân chưa có ấy đâu, mà mình ráng trở chân đó. Thầy nó trở chân cho kịp long qua có mặt mới là hiền nhân. Rồi thầy nó trời đã hoàng hôn rồi mau chợt tỉnh đi, là thầy cũng nói mặt trời muốn lặn rồi, là thầy nó cuộc đời này nó cũng muốn hết rồi đó. Thầy nó giác thì mình biết ha, trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ đặng lánh thân ra. Nó thầy ông nói cho mình biết trước hết đó, tại mình bây giờ cái cuộc đời này bị cái đời văn minh đó, mình quá say mê nó, chứ còn thầy ông cho mình biết cái cuộc đời này hết trơn, tại mình bị mình quá mê, thành ra mình là mà không có thoát khỏi cái luân hồi sáu nẻo. Thầy biểu mình luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra đi, nó thầy cái luân hồi sáu nẻo này thầy biểu mình khôn lần bước ra đi, đừng có ở trong luân hồi sáu nẻo này nữa, lên xuống hoài. Bởi tôi nói nhiều ông đạo ngồi lại với tôi mà nhiều ông đạo cũng ngon lành mà còn móc thuốc rồi ra hút, tôi nói
như vậy là chết rồi hả? Thầy dạy mình tu đặng giải thoát về Tây Phương, ở Tây Phương đâu có thu hút đó, mà đây nè, tôi nói giác cho mấy ông nghe, đây nè, máy của mấy ông nè còn ra khói bô nè, cái dốc về Tây Phương cao dữ dằn đó, mà máy của mấy ông ra khói lên dốc không nổi đâu. Cũng còn phải ở thời gian nè, chừng nào mình mấy ông làm máy là cho ngon lành đi, đừng ra khói bô á, lên dốc Tây Phương mới nổi. Bởi vì tôi nói với mấy ông ở Tây Phương á, đâu có tham, đâu có sân, đâu có si, mà mình còn tham, còn sân, còn si á, thì mình về Tây Phương không được đâu. Nó cho mấy đồng đạo mình biết, chứ là nó thì nó phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ này đó. Tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ này. Thằng tham, thằng si, thằng sân này nó ngặt nghèo đó, nó là ba cái tam độc đó, tham sân si này, thân khẩu ý cũng là nó nữa. Dữ dằn. Thầy nói mà chúng sanh nên trồng quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt ha. Mấy ông hỏi quạt ba tiêu mình làm sao mình tầm được cái quạt ba tiêu, tôi nói dễ ở, mấy ông tầm dễ ở, mà tại mấy ông không muốn tầm, nó không chịu tầm. Chứ cái quạt ba tiêu có gì đâu lạ, đó là cái chân lý của thầy, là kinh lực của thầy đó, nó thầy biểu mình tầm đó, cái đó là cái quạt ba tiêu đó. Mà chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt. Mà bây giờ tôi nói với đồng đạo mình xài quạt giả không mà chưa có quạt thiệt. Thành ra cái chữa quả gì mình không tắt được, mình quạt nó cháy hoài, nó còn cháy hoài. Chứ phải mà mình tầm được cái quạt thiệt á, là kể như nó dập tắt được cái quả diệm sơn. Tôi nói cái thầy nó quạt ba tiêu là cái chân lý của thầy, nó cái kinh lực của thầy. Thầy ra động mà cho mình là mình dạy mình động mình tu hiện động mình dập tắt cái quả diệm sơn đó. Chứ đâu có mà quạt ba tiêu nào bây giờ, hiện giờ ở đây có quạt ba tiêu gì nữa đâu đó. Trời ông Sáu sao ông biết, chú nói không biết sao được hả? Ở cái tu này nó liền với chữ hành đó chứ, hành bất chánh người đời người ta mới nói. Bởi cái cuộc đời của ông á, ông ngoài đời này ông thả mãn hết trơn. Chính ông là trưởng đoàn, dắt đoàn đi Tà Lơn nè, đi mấy năm trường chứ phải đi mà một hai chuyến đâu, đi tới thủ đô Nam Giang luôn nữa mà ông không nhiễm gì đó, đó. Thiệt tình ông không nhiễm đó. Phải ông nhiễm như người ta không chừng cuộc đời ông tiêu rồi, không còn sống đến ngày giờ này đó. Cái bà hậu cần theo tôi, bà nấu cơm cho tôi ha, bà không chồng không con độc thân ha, mà nhất định tới ngày nhà tôi nghĩ rằng là tôi không có mến tiếc bả cái gì đó, chia tay luôn một cái mẫu còn không có nói năng cái gì đó nữa. Bởi vì tôi nói mà thầy nó cư trần bất nhiễm mới là người thánh, thầy tình mình đừng nhiễm lãng tục đừng mê mới chứng bậc thiện. Tôi đi dắt là đi bà con đi Tà Lơn á là mấy năm trường, còn ở miền Nam này tôi đi cũng đều trời hết trơn, dắt bà con đi đều trời, đi tới Hòn Đá Bạc đi ở dưới Cà Mau tôi có đi hết trơn. Rồi tôi nói thôi thả mãn cuộc đời mình, bây giờ mình thôi trụ lại ở nhà lo tu hiền, cúng lại tu hiền niệm Phật, chứ tuổi lớn là mệt lắm, đi mệt lắm. Mỗi một lần đi là kể như lo lắng cho bà con đó, là thức đêm thức hôm mà đủ chuyện hay trơn hết rồi, chứ phải thường đâu. Mà mình cái đó là mình nghĩ mà sao mà cái đó là mình còn danh lợi đó. Thiệt tình tôi nói mà phải tôi dắt đoàn đi mà tôi mà danh lợi ha, tôi giàu dữ dằn lắm, tôi không ham danh lợi. Nói, miễn đừng có lỗ ra là được rồi, miễn còn lời được 1-2 triệu bạc hay gì đó, về rồi tôi mà đi tới đi lui là tôi đổ xăng này kia, tôi đi rủ ra bà con nó là tới tiếng này cũng không còn cách nào đó đấy. Bởi tôi nói nếu mà tôi danh lợi là tôi giàu lắm, người ta dắt đoàn đi người ta giàu dữ dằn lắm, mà tôi dắt đoàn đi tôi không có giàu. Ở miền Nam này tôi đi cũng dữ dằn lắm, tôi dắt bà ở nhà tôi đi, bà đi tôi dắt bà cũng đi sao tôi dữ dằn. Đường hầm Thủ Thiêm ra thành phố tôi cũng dắt đi hết một chuyến nữa. Cái núi Tà Lơn phải lúc xưa Đức Thầy dẫn Đức Ông đi không? Dạ đúng rồi, Đức Thầy hồi đó dắt Đức Ông đi Tà Lơn đó. Mà hồi trước đời Đức Phật Thầy mình ông cũng tu tại Tà Lơn, tại Trung Tòa đó. Ở Đức Thảo Thầy mình tu ở tại Trung Tòa Tà Lơn là 9 năm, mà
cái nói lại Đức Phật thầy là cái lịch sử nó là ngày lên đó là ngày ăn trái cây với uống nước suối không mà chịu chín năm trời, còn mình nó nhịn đói một bữa mình than gian rồi này kia rồi ngày ăn chín năm hồi đó rừng rú không mà đâu có gì đâu có gạo thóc đâu gì ăn trái cây với uống nước suối không chín năm trời. Rồi sau ngày này mới về ở mà núi Sam mình đó mà mới viên tịch đó tại đó bởi vậy mà thầy nói mà khùng thờ quê ngủ núi Sam chứ còn điên thì chẳng có chùa Am dưới này, khùng là thầy Đức Phật thầy đó, còn điên là thầy mình đó, khùng thờ quê ngủ núi Sam còn điên là thầy mình đó là trò đó. Tôi mà còn ham cho được giàu sang với quyền thước là tôi vô thế miễn sao nó thiệt tình không có chạy đường nào thoát hết đó. Tôi mà thấy càng ngày càng giàu đó là tôi đó không có thiệt tâm rồi mà chịu ti tu hành phải chịu chữ nghèo nàn, thầy nói mình tu là phải chịu nghèo chứ mình tu mà giàu sang là mình tu giả dối chứ không có nói năng gì cả. Thứ năm còn Đức Ông là thứ Út hai năm rượu nó thành ra Đức Ông là em của ông nội của bà, thành ra tôi là cháu rể còn bà mới là cháu ruột. Bởi vì tôi mới hù đó bà chưa ăn tương hả, tôi ăn trước bà tôi hù quá hoài hả. Dạ cái này lưu bu lắm, để khi khác đi cái này còn lưu bu công chuyện lắm cháu. Để khi khác đi. Dạ để khi khác đi ghé đây được cho không sao đâu, không mắc đâu sợ. Tôi nói bà đừng có ỷ bà cháu của thầy là bà không tu nữa, thầy cũng không cứu bà. Cái gốc bà nó như cái gốc làm dồ bự dữ dằn á, còn cái gốc tôi bà có nhầm nhò vậy hả, mà bà không tu á thì thầy nữa ông gì ông đâu có cứu bà, mà tôi tu thầy nữa vậy mà ông gì ông cứu tôi. Bà ráng tu đi về mà, chứ còn mà bà không tu là ổn lắm, bởi vì bà có cái duyên với thầy tổ, bà là cháu ruột của thầy còn tôi là cháu rể. Mà tôi hù quá hoài cái dạ tôi hù quá rồi cái bả tôi ăn năm trước qua năm sau bả ăn tương tôi luôn tới ngày nhắm mắt luôn đó. Rồi cấp bả bệnh rồi mà tôi cũng nói với con tôi nói thôi giờ để mằng cháu thịt đồ cho mà má rồi ăn á, bả lắc đầu hoài bả không chịu, bả chết mà bả cũng nói tôi, bả nói ta ăn cho đến ngày nhắm mắt luôn. Bởi vì tôi nói cái ngày bả ra đi thật là êm ái luôn, bà mở mắt ra ông giờ bà dòm ra rồi bà nhắm là bà đi mà êm re luôn, thiệt là êm. Bởi tôi nói trai được tánh á, trai tâm mới quý mấy cháu, chứ còn cái miệng trai không có quý đâu, tâm trai nó mới quý. Bởi vì mình nữa nó mình ăn tương là mà mấy chục năm rồi kia mình ăn tương chứ mình tu chưa chắc được, như tôi giờ ăn tương bốn mấy năm thôi mà chứ tôi chưa chắc là tôi tu được 20 năm nữa, bởi vì tôi nhiều khi tôi cũng còn phải sơ sức nữa rồi tôi cũng, chứ còn không phải là nó được như vậy đâu. Mình đừng có tôi nói ha, mà bà con mình thầy ra tám gì răng cấm ha, cho mình tu ha, nhưng mà bà con ráng coi cái bài cái điều thứ 8 đó, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mà mình thấy mình có thương yêu lẫn nhau như con một cha chưa mấy cháu? Chưa có đâu. Ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thầy nói mình phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nên nếu ai giữ đặn trọn lành trọn sáng, mà mình thấy mình trọn lành trọn sáng chưa? Đó. Bởi vì tôi nói cái bài điều thứ 8 thầy dẫn dắt mình đầy đủ. Nếu ai giữ đặn trọn lành trọn sáng, mấy ông hỏi trọn lành trọn sáng là sao không sao? Trọn lành là mình làm các việc từ thiện, mình các làm các việc lành là kể như trọn lành. Còn trọn sáng là cái tâm mình phải sáng suốt, mình phải nghe lời thầy dạy, mình phải tin tưởng theo thầy, mình nghe lời thầy dạy là cái tâm mình sáng suốt đó. Phải giữ được trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương liền, thầy nói rõ ràng á. Nếu mà ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giới chúng sanh, ngon lành không? Đó, tôi nói cái đời thứ 8 mà mình làm rồi là kể như ngon lành luôn hả, chứ không nói gì hết. Thầy mình dạy mình là lãnh năm xác lệnh xuống đây dạy mình đó, chứ phải thường đâu. Mà bởi vì đừng có tin thầy nói mà muốn tu hiện đó, thầy nó lựa cho phải kèo xưa danh mộc đó, đừng để làm thợ khéo sơn gia thì sau này đến lúc không ba dông gió lớn cột kèo phải gãy. Thầy cũng dặn cái nữa ha, lựa cho phải cột phải kèo, nó phải dai phải giới mà theo kẻo lầm
đó thầy dặn mình kỹ lưỡng lắm. Rồi thầy dặn mà thầy nói cái nữa là mà một đời một đạo cho đến ngày chung thân, thầy biểu mình phải một đời một đạo để cho đến ngày chung thân. Mà mình bây giờ tôi thấy nhiều bà con cũng lầm lạc dữ dằn, chạy sao ông này linh thính, ông kia linh thính rồi này kia chạy sao. Mấy cuộc đời nó đi tới rút ráo dữ dằn lắm. Thầy nói cái khổ này nhận thức tỉnh trận, rằng thiên định tuồng đời sắp hạ đó. Mấy cháu thấy cảnh khổ nó tới bên lưng mình rõ ràng phải không? Thầy nói mà cái tuồng đời nó sắp hết rồi đó, sắp hạ là sắp hết rồi đó. Thầy nói cái khổ này giàu lắm trí mưu cũng chung chịu như người tâm tối nữa. Giàu mình khôn khéo cỡ nào, mưu kế cỡ nào cũng như người ngu dại nha. Không ai mà thoát khỏi đâu cái khổ này đâu. Rồi thầy cũng nói luôn, khổ với thảm ngày nay có mấy đâu, chưa có, thầy nó chưa có mấy đâu. Sợ mai sau dòm thấy bay hồn rồi, thầy nó sợ sau này dòm thấy bay hồn rồi, chứ không phải nói vừa đâu. Mình đừng có thấy gì mà chưa có đến đổi đâu. Bởi vì thầy nói sau này thầy nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, thấy cái cảnh đời nó chết chóc mà thấy mà dữ dằn mà ông Phật không còn chảy nước mắt đó. Ông nói nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Sau này thì dữ dằn lắm hay sao, chứ không phải như vậy. Cái màn này nó mới có dán màn, nó mới mở màn thôi chứ mà chưa có mà kết thúc đâu, chưa có gì đáng đợi. Mà ông Phật cũng nói dữ dằn lắm, mình bởi vì mà ráng tu coi, mà thầy cũng nói đời cùng là còn chẳng mấy năm. Ông nói thầy mình nói đời cùng còn chẳng mấy năm, cát khắp trong cát nước thay nằm bằng non. Thì mình rõ ràng mấy cháu thấy không, mà nhiều nước ở ngoài nó chết thấy khủng khiếp không. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, khổ dữ dằn lắm. Còn ông ba bên trương cổ, ông ba thì ông nói là mà thương ba năm không chở nhóm chiều. Ông nói chết không có một người nào còn đi chợ hết trơn rồi. Ông nói thương ba năm gì đó không chợ nhóm chiều, nhà không người ở mà niệm nhiều năm mô. Ông nói chết riết là không còn một nhiều nhà, không còn một người nào nữa. Thay chết không lắp mà để phơi khô luôn. Ông ba nói không nước mà uống, không biết năm mô đạo nào. Tới gần đó rồi nó là không ai chôn ai, riết là bỏ phơi khô luôn, không nước mà uống luôn. Ông ba bên gương cổ ông ba ông nói giữ nhằn nói cho chứ cái khổ này đi đến như tên, ráng lo tu niệm đi đặng tìm nền vinh qua, chứ phải nó không tới đâu. Dạ thưa ông Sáu ơi, lúc này thầy mình thấy gì, thầy mình về chưa ông Sáu? Tại ơi, chưa có lái ra, anh chưa có về đó cháu ơi. Dầu gì mình cũng không biết được đâu, thầy bây giờ thầy về mình cũng không có biết được thầy nữa đâu. Bởi vì mình chưa có huệ tánh, chưa có huệ tâm. Nếu mà mình có huệ tâm á, mình nhìn mới thấy nhìn thầy mình được. Chừng nào mình nhìn thấy thầy mình đó là mình ngon lành, mình có huệ tâm rồi đó. Còn bên này mình chưa có, mình không thấy, dầu thầy mình không có gì mình cũng không thấy được đó. Không thấy được đâu. Bởi vì thầy cũng dặn đó, ông nói người ta nói tôi, ông cũng đừng có tin người ta nói tôi. Mà thầy cũng còn nói ở ngoài miệng thầy nói thầy đi sao gì vậy đó, thầy đi họ trẻ gì cũng trẻ vậy đó. Yeah. Đó. Yeah. Yeah. Mà khi già lúc lại trẻ thơ mà thầy nói cái gì thầy cũng kể được mà. Thầy có nói là khi mà bệnh mà cứu không kịp đó thầy về tổ đình có không sao? Cái đó là mình nói miệng truyền lại chứ mình chưa, mà bác cũng chưa có nghe chính xác không có vấn đề đó nữa. Mày giờ mấy ông nói với mấy ông lớn tuổi, mấy ông nói là nữa sao mà mấy cái máy vú ra mà để hàng hàng ra thầy khoát nước ra trúng người nào người đó hết bệnh mà khoát không kịp á. Tới người đó đó chứ phải thường đó. Bây giờ còn đam lợi một ba mấy cái máy vú dữ dằn để tổ đình. Bởi vì cái khổ này giàu lắm trí mưu cũng chung chịu như người tâm tối, cái tuồng đời này cái gì rằng thiên định tuồng đời sắp hạ, tuồng đời nó sắp hết rồi đó. Lửa nọ tưng bừng, nước ở dưới này nước ha, trên là lửa cháy nữa, cái mà nước kia là lửa nọ tưng bừng, nó tưng bừng là dữ dội, hai chữ tưng bừng là nó nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lễ lần nạn tai. Thời cũng bởi không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo viếng khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràn hại dân đó. Thầy nói rồi, thầy nó dòm lần trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo mà diêm vương lực trần.
sau này dữ dằn lắm đó cháu. Sáu kêu kêu đức thầy bằng gì ông Sáu? Bằng chú lớn chứ gì. Bởi vì mà thầy này là con của đức ông, mà đức ông á thì là em của ông và vợ tôi. Ông và vợ tôi mà gia anh, rồi đức ông này gia em. Thành ra tôi kêu đức thầy bằng chú lớn. Đã hết đời mẹ cháu nó thiệt tình lang tu đi. Đã hết đời phòng ba biến chuyển mà đổi giờ gia can. Vậy thầy nói nắng cùng mưa nó cũng khác xưa rồi, khuyên dương gian bỏ các việc tồi đặng lo liệu cho tròn phận sự đi. Thấy trần thế còn lưỡng lự muốn tu mà còn hỏi chần chờ nó chứ, có cuộc đời của qua đây hết đi nó cũng gần cùng đường rồi. Còn mấy cháu đây nè, còn mấy cháu đường đời của mấy cháu, cái đường tu hành của mấy cháu còn dài dặn dữ dằn đó. Mà giữ đừng cho ma dương nó dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng đó. Nó thiệt là nếu mà giữ không nổi thì nó dẫn dắt mấy cháu liền. Thắng thất tình giữ dạng đạo trung, trừ lục dục cho ô nhiễm. Thời biểu mình đừng có mà cái bể ái đó, cái ái đó nó ngặt lắm, cái ái đó. Bởi trong kinh Phật có nói mà là vui trong tham dục, vui là khổ đó. Trong kinh Phật có nói khổ để tu hành, khổ quá vui. Mình vui trong tham dục này thời gian là sau mình khổ dữ dằn. Còn cái tu hành này mình khổ trước rồi chứ sau này mình vui dữ dằn. Vì ở trên mình vui dày dữ dằn. Mà vui trong tham dục vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Mình tu hành là phải mà vui sau này được vui sướng dữ dằn. Có mà kể mà mẫu chuyện thầy dắt đức ông đi Tà Lơn đó. Thầy kỳ đó dắt đức ông đi Tà Lơn, thầy sạn dắt ông thì lên cái thầy giữ ông cả ông sạn đồ lớn đem theo nghe ông cả. Mà rồi mà ông biện đài ông kể lại đó, rồi là mà ông đức ông nói mà ở trên núi rừng rú không đâu có gì mà làm lễ, mà thầy biểu sạn đồ lớn đang đem theo. Là thầy biết lên trển gặp ông mà đức cố quản với ông mà Nguyễn Trung Trực đó. Thầy mới biểu đem theo đó. Rồi đi một mấy bữa rồi cái mới là bữa đó rồi cái thầy biểu ông cả ơi, mặc đồ lớn vô làm lễ ông cả ơi. Mà làm lễ ông đó, đó rồi cái thầy mới mà biểu ông đức ông, rồi đức ông nói mà ông đó ông nào với ông cả. Rồi mà thầy nói thì ông lại đó ông hỏi người ta biết chứ gì đó. Thì là hỏi đức cô, thì đức cô nói tôi là đức cô quản. Đức ông hỏi tôi là đức cô quản, ông về ông ráng bồi công lập mà lập bồi đức lập công rồi này kia tu hành để sau mà mình gặp nhau nghe ông cả đó. Sau này mấy ông đâu có mất, khi xác khi mất cái hồn thiêng không mất hay cho nó sẽ mình đây cũng phải bỏ xác thôi chứ không mất đâu. Rồi đi một đoạn xa nữa rồi mới là đoạn xa nữa mới biểu mà ông cả ông mặc đồ lớn vô làm lễ cho ông cả. Rồi cái em là mà đức ông là mặc đồ lớn vô làm lễ. Rồi cái em mà biểu lại hỏi ông đó, cái hỏi đức ông hỏi ông đó ông nào thì thầy cũng nói vậy, ông là ông hỏi ông biết cái gì. Rồi đức ông là hỏi ông nói là tôi là Nguyễn Trung Trực. Bởi vì thầy biết trước lên đó là thầy cho đức ông thấy cái màu nhiệm đó mà về cho đức ông tu. Rồi là đức ông ổng là hỏi rồi nói tôi là Nguyễn Trung Trực, ông cũng nói ông cũng về ráng bầu công lập đức rồi này kia đang mình nữa sau này mình mà có mặt mà mình gặp nhau ông cả. Rồi đi thời gian đi là hồi đi nó tính đi 7 ngày, thầy tính đi 7 ngày mà mới đi có 5 ngày đức ông đi hết nổi rồi. Ông đi hết nổi rồi không mà ông nói thôi đi hết nổi rồi mà thôi về. Thầy nói ráng đi ông cả, ráng đi 2 ngày nữa rồi mà trả hết cái mà quả trần ông cả. Rồi ông nói thôi về giữ trả nhiều trả chứ mà tôi đi hết nổi rồi. Mà thiệt đức ông đi xuống truyền núi rồi mà trợt giòn là thầy có cái ngón giò cái không, thầy có chút mà về nó là làm độc luôn 2 tháng. Đức ông nằm đó là ở trển 2 ngày mà ở dưới này chịu 2 tháng luôn đó. Đức ông nằm ông rên la, không ăn ít ăn uống, không ăn uống được hết trơn. Cái ông năm tiền ông đi qua lại hoài, ông thấy ông cũng xót ruột bởi vì dòng họ mà ông kêu đức ông mà ông cậu út đó. Rồi đó là ông năm tiền ông đi qua lại mà ông làm thinh, ông không dám mở miệng, ông nói với thầy
thầy nằm giọng đó chứ ổng đi qua lại ổng không dám nói. Rồi thầy mới nói ông Năm mà ông Năm ông làm gì đi qua lại qua ông Năm. Ê mà thầy khai thị cái ổng nói mà mặt thầy tôi thấy cậu Út cũng rên la thấy chịu không nổi. Cái đức ông à, cái thầy nói ông Năm bây giờ ông chịu rảnh cái đó không, tôi làm cái hết liền. Biểu Năm tiền ha. Ông Năm tiền ổng làm thì nó không dám, ổng đâu dám lãnh. Ông nói thầy nói ông Năm ông rảnh cái tôi làm hết liền. Rồi cái thầy nói ông Năm ông đi múc ly nước đi. Tôi làm hết liền. Cái ông Năm ổng mới là múc ly nước đưa thầy, thầy xuống bước vợ xuống võng rồi thầy lại là thầy phun có mấy cái chỗ ngón giò đó là cái êm ra không có còn nhức nhối gì hết trơn hết trọi. Rồi cái đứa ông ổng mới nói miễu cô Năm biên nó dọn cơm dọn ăn hết nhất rồi. Cái ăn cơm đâu đó xong xuôi rồi nó làm mà đứa ông mới dán thuốc hút, dán thuốc hút hút rồi điếu thuốc vừa liền cái tàn thuốc lại rồi bắt đầu nó nhức lại y như cũ rồi. Rồi không chưa hết cái quả mà bởi hai tháng đúng mới hết á, hai tháng đúng khỏi có thuốc men khỏi gì chân là hết á. Hai tháng chịu, hai tháng trường. Lúc đó ông Sáu lớn chưa ông Sáu hay này? Lúc đó tôi còn nhỏ mà cái này tía tôi đồ ông nói lại này kia ha, với ông Biện Đài. Rồi ông Biện Đài là làm biện cho đức ông. Hồi đó đức ông với đức bà nó có cái mà nhà máy xe lúa trên này lớn lắm. Ông Biện đó là Biện Đài. Còn mỗi chuyện thầy dắt ông Biện Đài đi nữa, dắt Biện Đài đi Tài Loan á. Rồi nó là rồi tới chỗ mà cái điện tứ giao điện đó, bây giờ tứ giao điện ở Tài Loan đó đã có cái hang ông hổ cũng bự ha, hang ông hổ lắm. Rồi nó là thầy ông biểu ông Biện Đài chung xuống dưới này cái hang chung xuống dưới ông Biện. Rồi ông được thầy ơi hơi ra tổng hơi tanh nó hớt ra trơn. Còn ở ngoài đất này thì nhẩm dấu ổng hết trơn trời hả, nhẩm dấu mấy hổ trơn. Ông Biện Đài nó không được thầy ơi không dám chung, thầy ổng hai tay ổng đẩy vô hoài ha, hai tay ổng đẩy ông Biện Đài vô. Ông Biện Đài ổng cứ trồi ra hoài ổng không dám vô. Bây giờ mấy cái ông đó chưa có cái thằng viên hùng vô đó rồi thế nào phải gặp màu nhiệm, mà có thầy ở đó mà sợ gì. Mà mấy ổng không dám, mấy ổng sợ, không dám vô, không dám chung vô. Bây giờ mà cái hang mà ông hổ đó tại mà tứ giao điện tới giờ còn không dám vô. Rồi thầy mới là mà dắt mà đức ông đi mà đêm đó ngủ rồi cái mà đức ông nói lại, ông kể lại, ông nói ngủ nhắm mắt hay lại. Mà nhắm mắt ngủ ha thì thấy cũng như mà nằm ở trên võng ai đưa qua đưa lại vậy đó. Còn mở mắt ra thì là mà thấy nằm có chỗ một mà trong đêm đó mà thầy dùng cái quyền diệu, thầy dùng thần thông mà đưa đức ông qua khỏi cái sâu suối Sơn Hà. Ở trên Tài Loan có suối Sơn Hà lớn lắm, không có ai mà dám lậu ngang hết trơn trời. Lậu ngang nó cuốn đi là trở như bỏ mạng. Thầy đưa đức ông qua khỏi cái suối Sơn Hà luôn trong đêm đó. Rồi cái mà sáng rồi thầy hỏi ông cả, ông dòm coi phải mình ngủ cái chỗ đêm hôm không. Đức ông dòm nó không phải chỗ này chỗ nào đâu chứ, mình đâu phải chỗ mình ngủ đêm hôm. Rồi thầy nói ông cả cái chỗ này á, theo như tôi với ông mà đi bộ trở lại đó là 5 ngày, 5 ngày mới tới cái chỗ cũ mình đó. Mà trong đêm một thầy dụng thần thông thầy đưa đi có một đêm một đó, là qua khỏi xuống đó liền đó. Bởi vì tôi nói thầy mình là ông Phật, ông thật là mà màu nhiệm chứ, còn chứ mình đừng có tin ai nữa trơn đã. Tại cái gì thầy dạy mình nó dạy tu cái đạo nhân trước, cái đạo làm người trước thầy. Mà đạo nhân mình tu không được cái đạo nhân rồi là tu tiên tu Phật gì. Trước hết là phải tu cái đạo nhân. Mà tu đây á là nhất là mình có phải tu có pháp nhẫn nhục là cao thượng nhất. Pháp nhẫn nhục. Nếu mà mình mà người đời người ta nói á, nhịn thì nhục. Còn mà bên đạo thì nói cái người nhịn đó người ta có sức mạnh lớn đó. Cái tâm hồn của người ta có cái sức mạnh lớn đó, người ta chịu đựng được cho người khác sỉ nhục người ta đó. Chứ không phải nó còn người đời người ta nói mày nhịn thì nhục. Rõ ràng phải không?
Còn bên đạo thì là nói cái người mà nhịn được, nhẫn được ha, người đó có cái tâm hồn lớn lắm, có sức mạnh lớn, người ta chịu đựng được mà cho cái người khác sỉ nhục mình. Bởi giờ thầy ổng cũng nói chịu cay đắng tu hành mới giỏi, mình tu mà chịu cay đắng không được là khó tu. Khó tu bởi vì chớ chưa hờn đứa giữ cái chi phận tu hành, cái tay gắt mặt lì chịu cay đắng của người sang sớt, như vậy mới là ngon lành đó. Chứ mình chịu cay đắng không được, mình chịu là người ta mà nặng nhẹ mình không được là khó tu. Bởi tôi nói nha, mà trong tâm mình á có ba thằng là độc nhất, thằng thân, thằng khẩu, thằng ý đó, nó ba thằng đó đó là nó dữ dội đó, nó thân khẩu ý đó, cũng như mà là tham sân si vậy đó, cái tam độc đó, nó là tam độc đó, thân khẩu ý, thân nhịn, thân nhẫn được nè, khẩu nhẫn được nè, mà cái thằng ý nó chưa chắc là nó chịu đựng nổi, nó chịu đựng không nổi. Nó tuy là nó cái miệng nó không nói gì chứ còn ở trong tâm nó chịu cũng không nổi cái tâm, chứ không phải thường đâu. Bởi thân nhẫn á, thí dụ tôi đánh chú một hai bàn tay, chú thôi kệ nhịn ổng đi ha, là thân nhẫn. À, rồi người ta chửi mình ha, mình cũng nói thôi kệ, chửi thì mình nhịn đi, cái khẩu nhịn được, thân khẩu nhịn được, dễ nhịn đó. Mà ngặt cái tâm của mình ha, nó chịu đựng nó trọng chưa chắc là nổi, chứ phải nó thường đâu. Cái tâm á dữ dằn lắm. Bởi vậy cái tu này ha, là tu có pháp nhẫn nhục, tu có pháp nhẫn là cao thượng nhất, chứ không có pháp nào bằng pháp nhẫn nhục. Bởi cái đời mình mà ở đời phải ráng mà tu có pháp nhẫn, là tu có đạo nhân, có đạo làm người mà mình chịu đựng được là tu mới được, chứ còn mà mình chịu đựng với đời không được cái nhẫn là mình khó tu lắm. Trời ơi, thầy ổng ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm pháp bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương nó dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình giữ dạng đạo trung, trừ lục dục chứ cho ô nhiễm. Tôi nói trên đời này mình là cái mà ái không nặng thì không sanh vào cõi tục, mình trừ được cái ái đó là mình vượt khỏi cái cảnh tục này. Niệm Phật không thành lòng khó gì được Tây Phương, nó niệm Phật không thành lòng là khó gì Tây Phương, chứ không phải nó đơn giản nữa. Thầy không dạy mình đủ rồi ta mới không sót chỗ nào cho mấy cháu rồi, chứ mà chứ phải nói đơn giản đó. Thầy nơi cửa thánh ôi người càng quạnh vắng, mà trốn nhà ma được chen chúc quá thêm đông. Nhà ma là cái gì? Là cái đời đó, đoàn cơ là cái nhà ma đó. Bây giờ mấy cháu lợi mấy cái quán đó, toàn là nói chuyện đời, nói chuyện thiên hạ không, chứ không khi ít có khi nào mà đem cái chân lý của thầy ra mà nói đấu đáp với nhau. Nói toàn là cái người đời không. Bởi vì tôi nói với mấy ổng, tôi nói tàn nhà mình rác không mà mình không rác, để đi rác quét rác nhà tao hoài. Bởi vì tôi nói thầy ổng dạy mình nó có một cái đem vô còn cái đem ra, mà mình không chịu có hai cái thôi đó. Cái đem vô là mình ráng tu đem được Phật vào trong tâm là mình đem vô đó ha. Còn thầy biểu mình đó là chuyện mừng người chớ móc chớ moi, hãy noi gương thiện mà soi lấy mình đó. Mà là hồi mình moi người ta không, mình không soi mình đó. Có hai điều thôi, mình làm chưa được nữa. Tôi nói thế gian này chưa có ai làm tròn được hai điều đó đó. Và nó dễ lắm sao? Sống lo trọn đạo, thoát lên thiên đài. Tôi nói ra mà mình tu mình sao mà được dẹp cái thằng tham, thằng sân, thằng si đó ha, là ba thằng đó là mình mà ngon lành, mình dễ, mình giải thoát cũng có thể được. Tham sân si chứ để trong lòng, thầy nói phải giữ lòng cho được sạch trong thì mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chớ cố lời dèm. Đạo hiểu rồi mới ngon tợ gọi anh em, đạo hiểu rồi thì ngon tợ gọi anh em, mà mùi đạo diệu gọi anh em cũng khó sánh nữa. Thầy nói nó có người hiểu đạo rồi, dầu gọi anh em ngon cỡ nào cũng khó sánh cái mùi đạo nữa.
bởi con này tu phải ráng, phải ráng nhẫn. Bởi cái thầy nó chỉ nhẫn trăm phần đều khó nhẫn. Dạ thưa quan chức phận làm dân, nó mình nhẫn được là ngon lành chứ thầy nói trăm phần đều khó nhẫn lắm, chứ không phải nó đơn giản nó nhẫn mà nó dễ nhẫn đâu. Nhất là nhẫn ở trong gia đình, vợ con nhẫn được là quý. Chứ còn ngoài đời này mình nhịn này cũng được, mình có thể mình tạm được, chứ còn trong gia đình nó tao là cha mày này kia hả, tao có quyền này kia đó là nó không đúng. Thầy cũng nói được quyền cha quản sức gia đình, dạy con phải phép dặn dẹn gìn hiếu trung. Mình dạy con mình cho phải phép đó, cho nó dặn gìn hiếu trung. Lỗi lầm chớ có hùng hào, thầy cũng nói không, mà mình làm cha con mình nó lỗi mình chớ có hùng hào, mà lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chữ đừng rủa đừng cào đừng bư, đem lời hiền đức tốt tư rằng mà giáo hóa dằn mười chẳng hơn. Nó thầy dạy mình cái đạo làm người, đạo nhân, đạo tình cha con. Bởi vì tôi nói mình muốn tu cái đạo nhân, cái đạo mà nhân là mình về mình học cái bài mà thầy cho không buồn ngủ đó, cái bài không buồn ngủ. Đạo cha con trong đó nè, đạo vợ chồng cũng trong đó, đạo vợ chồng cũng phải khắc cốt với ghi xương, đạo cha con cũng phải chặt chẽ chữ miên trường nữa, rồi đạo chồng vợ cũng phải thuận hòa cho đến thác nữa, rồi đạo thầy là tu chúa phải giật chặt gìn câu chung thủy nữa, chữ nghĩa tình sắc đá mới bàn gan, đạo bè bạn bất thân nhân với ngã. Nó trong đó thầy dạy mình tu cái đạo nhân hoàn toàn ở trong cái bài không buồn ngủ đó. Mình về mình khảo sát cái bài không buồn ngủ đó là mình tu là cái đạo nhân mà ngon lành, chứ không có gì đó đợi. Bởi vì tôi nói mà tu cái pháp nhẫn này á, cái hồi đó mà thầy dựng lên cái tuồng cải lương mà bà Quan Âm Thị Kính đó, bà tu cái pháp nhẫn thật là chịu đựng được, đánh đập cỡ nào đó hay là đổ máu bà cũng không khai bà là gái giả trai nữa, nó chịu đựng luôn. Mà tới ông thầy ở trong chùa bà cũng không cho ông biết là bà là gái nữa, nó đánh bà là đổ máu mũ rồi nó là đem về, rồi ông sư ông trong chùa ông nói mà nếu mà con như gì là con làm xấu hổ trong chùa này thôi, không cho con ở trong chùa nữa, cắt cho bà ngoài cái mái hiên cho bà ở ngoài chùa chứ không cho ở trong chùa. Rồi là bà Thị Màu nó đem con lại với dao bà giao cái mà Thị Kính đó, mà tôi mà cơm ngày ăn hai bữa mà còn chưa đủ chưa có no mà rồi tôi nuôi nhỏ này làm sao tôi nuôi nổi. Cái ông mà thầy của bà ông nói con à, con tu đây là tu để cứu độ chúng sanh, mình tu đây là để cứu độ chúng sanh, mà con không cứu độ thằng nhỏ này để cho thằng nhỏ này nó chết rồi con cứu độ chúng sanh gì. Bà nghe tiếng cái bà ngộ đạo liền, bỏ bồng nhỏ vô bà nuôi liền. Bởi vì con tu có pháp nhẫn chịu đựng cỡ đó mới, tôi nói con người thời gian này á, mà cái đời này chưa có ai mà chịu đựng nổi đâu, nó thiệt. Bởi vì thầy nói cái chữ nhẫn là trăm phần đều khó nhẫn, thành ra nó hơi thanh thản chút. Rồi mà nó nghe tôi cũng còn đầy em đỡ trí nhớ chứ phải chớ từng tuổi như tôi gì chưa có ông nào, ông nguyên xóm này chưa có ông nào mà được mà cái chớ trí nhớ mà được như tôi sao trời. Dạ tôi còn trí nhớ đỡ chứ còn hồi đó tôi ha đầy đủ trí nhớ, cái mà giảng mà tứ thánh đó ha, tôi thuộc hết trơn luôn, giảng tứ thánh đó tôi thuộc hết trơn luôn, cái bài giảng tứ thánh mà giờ nhớ từ khúc chút đỉnh là quên muốn hết rồi, ra không nhớ nữa. Chứ còn kinh lực của thầy thì tôi nghe dữ dằn, tôi nghe là mình sửa tâm sửa tánh mình. Tu đây là có gì thầy biểu mình dạy, tu là gì? Tu là sửa, chứ có gì đâu lạ đâu. Mà mình tu mình không chịu sửa mà tất nhiên là mình có gì đó. Bây giờ nói tôi là tín đồ của thầy, mà tôi bây giờ đá gà cũng chơi nè, uống rượu cũng chơi nè, mà cờ bạc cũng chơi nè. Mình phạm giới là nặng nề rồi mà mình mà nói thì tôi cũng tín đồ của thầy nè. Bây giờ buông ra coi mấy cháu coi, mà hỏi coi ai cũng nói tôi tín đồ Phật giáo và hảo đó, đó. Chứ không có ai mà cái gì cũng làm được hết trơn.
thầy nói tu là phải sửa, tu là phải sửa, làm sao làm ăn các việc tầm thờ chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên đừng cho công việc khó hơn mới là. Rồi thầy ông cũng nói mà trai nhỏ tuổi cũng phải kính thành trưởng lão, rồi gái bé thơ cũng phải biết trọng tuổi già nữa. Cái tu của đạo nhân dữ dằn. Ông Sáu hồi xưa ở gần nhà đức thầy không ông Sáu? Không có, chưa ở đây, hồi đó giờ ở đây chứ không ở gần nhà đức thầy, không có gần tổ đình đi, có tới lui thường hồi mà đức ông đức bà còn với cô Năm rồi còn sống thì có tới lui thường. Ông Sáu kêu đức thầy bằng gì ông Sáu? Bằng chú lớn, bằng chú lớn chứ gì. Bởi vì mà thầy này là con của đức ông, mà đức ông á thì là em của ông và vợ tôi. Ông và vợ tôi mà gia anh, rồi đức ông này gia em. Thành ra tôi kêu đức thầy bằng chú lớn. Lúc nhỏ chắc ông Sáu cũng qua lại nhà đức ông được chơi ha? Dạ cũng có tới lui, cũng có tới lui thường. Mà tội nghiệp cô Năm á, hồi cổ còn mạnh giỏi rồi này kia, cổ cũng thương mà tôi với bà này dữ dằn, nói cháu ruột của bà mà bà không thương cho tại nó lâu lâu qua biểu lính mà xây lúa mà chở xuống cả bao. Hồi trước tôi ở dưới hồ á, chứ tôi chưa về đây á, tôi với bà còn ở bên vợ á, tôi còn ở bên vợ á, chưa có về đây. Lâu lâu bị mấy lính chở xuống cả bao. Cô Năm á, cái tánh rộng rãi lắm, tánh thương con cháu dữ dằn. Cô Năm là chị đức thầy hay là em đức thầy? Em đức thầy. Dạ, đức thầy là anh hết. Thầy rồi mới là tới cô Năm, rồi tới Út Mậu ba người. Dạ ông Sáu ơi, cho con hỏi đức thầy sao chọn cái xứ Quảng Hảo để truyền đạo mà không chọn chỗ khác không sao? Và cái xứ này là thầy nói mà bởi vì thầy chọn ở chỗ này là bị thầy giáng thế xuống cái này, là thầy mượn bụng của đức ông với đức bà. Bởi vì đức ông đức bà là có đức độ cao nên mà thầy mới xuống đây rằng thầy mà mượn bụng của bà đâu mà thầy ra đâu mà độ thế đó. Mượn bởi vì mà đức bà đức độ lớn lắm, đức độ cao dữ dằn lắm. Thầy xuống đây thầy đang mượn bụng bà đặng mà thầy tại đây thầy đang mà cứu dân độ thế đó. Chứ có gì? Cũng như mà hồi đó bà Phật Thích Ca ngài xuống mà mượn mà Du Gia Đà La đó là ngài mượn bụng đặng mà ra đời này cứu dân độ thế Phật Thích Ca. Còn thầy mượn bụng bà đó, mượn bụng bà ra mà thầy khi mà ra rồi nghĩa là thầy ở trong cái bọc đó. Rồi bọc điều mà không có nghĩa là dơ giấy không có gì hết trơn hết rồi thầy ra nằm trong cái bọc điều đó. Nghe đức thầy dẫn đức ông rồi đi không à, sao không có nghe mà dẫn đức bà đi hay không sao? Không có dẫn đức bà đi, dẫn đức ông đi chứ không có dẫn đức bà. Thầy biết bà là tín ngưỡng thầy mà bà là chịu tu hành theo thầy dữ dằn lắm à, bà chịu mà tin thầy dữ dằn lắm. Còn đức ông thì ổng là kháng cự, ổng nói là ông lên bà xuống người kia, ổng nói thầy là ông lên bà xuống rồi không mà chứ không có gì trơn trời. Ổng làm dữ lắm. Thành ra cái ngày mà thầy mà đặt bàn là mà đang cáo hoàng thiên đó, thằng thầy ra cứu dân độ thế đó, thầy bắt hai cái ghế đai ở trên bàn đó, thầy thỉnh ông cả bà cả ra đang ngồi mà thầy cáo với hoàng thiên đó. Thì đức bà ra ngồi ở ngoài ghế đó, còn thầy biểu đức ông ra mấy lần, đức ông không ra, đức ông không ra tới ngoài cái ngạch nhà đó, ông ngồi đó chứ ông không chịu ra ngoài nữa đó, cháu tính đó. Rồi cái ông nói tôi ra đây nhà ông nói gì đó, ông nói đi, nói gì đó. Bởi vì ông đức ông không có, này. Bây giờ thầy mới dắt đức ông đi, rồi mà cho biết cái màu nhiệm mà đặng mà đức ông về đức ông mà tu. Bởi vì về tới nhà rồi cái đức ông nói với mấy ông
ông nhà mấy ông nó toàn rồi thôi, mấy ông cái lời này giàn thiệt rồi chứ không còn nữa đâu đó. À, Đức ông nó với mấy ông nó giàn thiệt rồi chứ cũng không còn ngờ giật gì nữa đâu. Thiệt mậu nhiệm dữ dằn mà. Thầy nó là dùng cái mà thằng Thông á, thầy nó là làm một cái hồ sen, nó là cũng như ở Tây Phương rồi đó. Cái hồ sen bông nào bông nấy cũng bằng cái nia vậy chứ không phải thường á, mà lá nào lá nấy dữ dằn. Rồi thầy mà dắt Đức ông lại đó, Đức ông nói cái sen gì mà dữ tợn, thầy nói là ao sen báo Tây Phương đua nở đó ông cả. Đó. Rồi mà nói ông cả có coi coi chứ đừng có bức, đừng có rờ phá gì đó nghe ông cả. Đó. Thầy dùng quyền diệu mà thầy những cái mà ao sen mà ở Tây Phương đó cho Đức ông coi đó. Bởi sau này tôi dắt bà con đi mấy bà nó với mấy ông nói trời ông Sáu dắt cái lại cái hồ sen đó ông Sáu. Tôi nói trời thầy rồi ông làm được chứ tôi đâu có làm được. Ở đây đâu có hồ sen, ở Tây Phương mới có ao sen báo, ở đây không có. Thầy dùng quyền diệu đó thầy mà thầy đổ Đức ông. Cười thấy mồ. Có mấy bà biểu tôi dắt lên mà Lan Thiên đó mà coi tòng bá thì có thiệt, có bằng sự thật. Cây tòng với cây bá. Thành một cây tòng mà nó hai tên tòng bá có một cây một nhưng mà nó hai thứ đó. Một nhánh nào cũng hai thứ lá nhuyễn, thứ lá to, đáng đợi. Mà nó quanh năm suốt tháng nó đứng sững gì cho nó có không thay một lá nào. Bốn mùa, tám tiết nó không có thay lá, cho tòng bá. Bởi vì thầy nó người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn hết trơn. Ai ai cũng biểu dắt lên đó đâu mà là coi tòng bá hết trơn. Bởi vì nghe thầy nói mà đó về có biết cái tòng bá ra sao? Tới chừng lên đó rồi tôi chỉ cho nó tòng bá, thầy không nhắc nên mấy bà nữa. À, nghe thầy nói chứ còn đó giờ có biết tòng bá ra sao thì chưa có ai biết anh rồi. Lên đó lên tại Lan Thiên nó mới có tòng bá chứ còn ở Tài Lan ở dưới này cũng không có tòng bá gì đó rồi. Bởi thầy nó Lan Thiên một cõi xa chơi mà non cao đảnh thượng, thảnh thơ vô cùng, mà trên đó có non cao đảnh thượng mà thảnh thơ vô cùng, có một cái ghế bàn bằng đá cũng tròn ha, bằng đá gì nè, rồi xanh quanh đôn cũng bằng đá không ở tại Lan Thiên á. Cái đó là mà của mà mấy ông tiên Phật cái gì mấy ông về đó mà ông hội hợp với ông ngồi ra đó, có tôi nhìn thấy cái bàn bằng đá rõ ràng, bằng ghế bàn bằng đá ở Lan Thiên, dòm cái Lan Thiên nó cũng như cái đồng bằng mình như đó. Rồi mà cái đó ruộng đâm dây nữa. Mà cái điện Minh Châu mấy cháu anh ta nói cái điện Minh Châu á có tảng đá nó về đã dữ dằn lắm. Tảng đá đó tôi nói mình vô trọng mình làm lễ mình cúng mã trển mà ông sập xuống một cái rồi á tờ nó thôi còn hơn cái sạch chuột nữa. Cái điện đó đâu ông sao? Cái điện Minh Châu ở Tà Lân. Nó Tà Lân đó. Rồi mà vô đó rồi mà nguyên phái đàn vô đó là mới cúng lại rồi này kia nọ điện Minh Châu. Tôi dắt đi một ngày chứ tôi dắt đi 7-8 chỗ đó, 7-8 điểm là chứ phải hết đâu. Điện Minh Châu nè, rồi Tứ Giao Điện nè, rồi nó là Cổng Bà Ngự nè, rồi nó là Chùa Năm Thiền nè, rồi nó là mà trên Lan Thiên lớn, Lan Thiên nhỏ nè, rồi ruộng năm dây gì tôi dắt đi tùm lum hết đoạn đại rồi. Rồi tôi đó tôi dắt bà con đi dữ dằn lắm. Bởi vì thành danh hồi đó còn mà mấy anh bà đồ mà kiếm tôi rằng mà hỏi thăm rằng mà đi đó, mấy bà hỏi nhà ông Sáu Tài Lơn chỗ nào. Mấy bà hỏi ông Sáu Tài Lơn mà thành danh đó. Tăng Huề tăng Quế gì cũng qua đây ngủ nhà tôi, nhà mấy cháu ngủ rằng mà khuya đi Tài Lơn. Mấy ông ra hồi đó giờ ao ước mà nhưng mà làm sao mà có dịp đi được, có bây giờ mới có dịp mà mới đi được, cho đi đó chứ hồi đó dễ gì lên Tà Lan lên không được đâu, dễ gì bây giờ có dịp đi gọi bà con đi về. Lửa nọ tưng bừng, yeah. Nước ở dưới này nước ha, trên là lửa cháy nữa, cái mà nước kia là lửa nọ tưng bừng, nó tưng bừng là dữ dội, hai chữ tưng bừng là nó nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thấy sự lễ lần ngàn tay, thời cũng bởi không ai tu niệm cứ lẳng lơ ngạo biếng khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràn hại dân đó. Thầy nói rồi thầy nó dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo mà diêm vương lực trần. Sau này dữ dằn lắm mấy cháu chứ không phải
dòm thấy thầy nó cảnh hồng trần này như tạo biển mênh mông mà thầy nó cảnh hồng trần này dòm thấy như cái biển luôn, không có còn cây cối cái gì mà lú lên nữa ha trời. À, thầy nó dòm biển trần cảnh khổ mà chơi dơ mà cảnh não não cái sao cho xiết, cảnh hồng trần này tạo biển mênh mông mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Nó tới gần đó muôn Phật cứu mình là thôi chứ còn không ai cứu mình nổi đâu, dòm như biển luôn mà không có còn cái đọt cây đọt cối nào đâu đó. Nước nó dâng lên đó. À, nước dâng lửa cháy mà ở dưới này nước dâng lên ở trên này lửa cháy rồi còn gì mà không có còn tiêu điều sản vật điền viên mà. Thầy nó tiêu điều sản vật điền viên thần thông biến hóa dưới miền trung ương một môn đầy quỷ vô thường giác hồn cả bạo diêm dương lực trần. Thầy nói sao không có còn đâu đó vậy mà mình, bởi vì tôi nói với bà con anh em mình ráng tu nữa sao Phật cứu mình nổi thôi chứ đừng có nói ai cứu mình nổi trên trời, không có thế gian nào người nào cứu mình nổi trên trời, mình tu đi nữa Phật cứu mình đó. Cảnh hồng trần tợ biển mênh mông mà thầy nói cảnh hồng trần là tợ biển mênh mông thử như biển luôn mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bỏ lòng ác gian, không ai cứu mình hết rồi. Mình nếu mà không tu là không ai cứu mình hết rồi. Thầy nó cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung mà kẻ gian ác đến sao tiêu diệt hết rồi, tiêu diệt luôn hết rồi, thành bùn thành đất thành nơi địa hết rồi, không có còn luân hồi nữa. Thầy nói cái kiếp này là nếu mà không tu là cỡ như thành bùn thành đất chìm đắm xuống nơi hà luôn rồi chứ không còn luân hồi sáu nẻo nữa, không còn lên xuống nữa, chỉ có một kiếp này thôi đó. Chứ mình đừng có nói mình không có còn luân hồi nữa đâu. Thầy nói gì là gần tới chưa hay sao? Thầy nói vậy chứ mình cái tới là mình cũng đâu dám đoán nữa. Thầy cũng nói đố ai biết được ngày mai nữa. Ngày nay yên tĩnh mà ngày mai đám sầu đó, nhiều khi ngày mai ngày mốt sang năm thì tới mình cũng không dám biết được nữa. Ai mà biết đặng thì đáng ghi con trời rồi thầy nói. Ai mà biết được đáng ghi con trời đó. Mình bây giờ mình biết mình không dám đoán nữa. Mình đoán đó mình lỗi với thầy. Bây giờ tu có kịp không sao? Kịp. Bây giờ tu còn kịp. Mà thầy nó tu kiếp kiếp đi, nếu không quá trễ, tu kiếp kiếp là tu riết đi. Kiếp kiếp là tu riết ha, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Nó cũng như thầy nói bây giờ mình tu đây là cũng như mình học bài đặng mà nữa mình thi. Đó. Mình chẳng khác mà tu nhân mà cũng như mà mình học bài, bây giờ mình ráng lo mình học bài nghe lời thầy dạy, kinh lực của thầy dạy mình đó là kể như mình học bài của thầy đó. Ráng nghe lời dạy của thầy đó, ngày sau đến việc kiếm thầy khó ra. Bởi vì tôi nói bây giờ ráng học đi. Nữa sao ha, tới chừng mà trống quánh là cả hết là hết làm bài nữa. Tới chừng thầy nói trường thi chưa mở trống chưa thùng. Là trường thi chưa có mở cửa ra ha, đặng mà vô thi đó ha, mình còn làm bài kịp. Trống chưa quánh mà giờ mình còn làm bài kịp. Còn trống quánh với trường thi mở rồi là thôi mình hết phương làm bài. Cũng như bây giờ mấy cháu đi học mà vô thi rồi mà hết giờ rồi trống quánh rồi mà đâu còn làm bài nữa. Không còn làm bài dở gì nữa kịp hết đó rồi. Cũng y chang như cái đời đó. Bởi vì bây giờ bởi vì thầy nói chữ tu này chớ khá trễ chạy, ráng phải trao phải sửa. Thầy biểu mình phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên. Bởi vì thầy biểu phải trao phải sửa đi. Tu là sửa chứ không có lạ đâu. Nhờ biết bao người vì nó phải bơi dơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chân chân. Thầy biểu mình lánh xa nó đi. Bây giờ ai mà bám vô đó là thấy chết liền. Bám vô cái vấn đề mà đổ bát muôn chung mặt tứ thân mà. Không sao này, bây giờ nó chưa có mấy đâu, thầy nó cảnh thảm khổ ngày nay có mấy, chưa có mấy đâu mấy cháu ơi. Thầy nó sợ mai sao dòm thấy bay hồn rồi. Thầy nó sao nữa sao dòm thấy bay hồn. Sao cái bệnh dịch này nó dạ, nữa. Dữ dằn nữa. Dạ. Bởi vì thầy nó bay hồn khiếp vía kể từ đây. Bay hồn khiếp vía kể từ đây. Nhắn nhủ cùng ai chớ dẫu trách thầy. Mùa hạ năm dê chưa nữa. Từng quần máy tạo sẽ lần say thiện tính rõ chân thầy chớ nóng tánh thàm chớ dậu quay. Thầy biểu mình chớ có nóng chớ cái dậu mà nói nay tới mà tới thầy nó biểu mình đừng có dậu
từ từ sẽ tới. À, từ từ sẽ tới nha. Bởi giờ năm đó là mấy ông đó, với thầy nói 5 giờ đó mà sao mà tới 5 giờ rồi mà sao mà mình chỉ không thấy gì trên em ru. Rồi cái mà thầy mới nói mấy câu thi sao nó thầy nói mùa hạ năm dê chưa nữa nữa, thầy nói chưa, còn nữa nữa. À, thầy nói còn nữa nữa mà. Thằng quần mấy cậu sẽ làng sen. Bởi mấy ông nó qua năm dê đến lúc mùa hè trong bá tánh biết ai hữu trí thế, thầy nói năm dê mà sao em du không thấy gì ra. Rồi thầy mới trả lời là mấy câu sau mấy câu. Thầy nói mùa hạ năm dê chưa nữa nữa, thầy nói chưa, còn nữa nữa. Từng quần mái tỏ sẽ làng say. Cái tu này có khó, cái thầy nó tu với tỉnh thì biết làm chẳng khó mấy cháu. Tu là sửa đó, chứ không có xa lạ đó. Tu là nếu mà không sửa thì cũng như mà bây giờ chẳng khác nào cũng như mà mình trồng cây mà chẳng rắp rào đó. Tu mà không sửa là kể như mình không có được cái gì trơn. Tu là phải sửa. Bây giờ thầy ông mình nói là mà tương lạc rồi này kia, thầy mà biểu mình mà cúng ông bà cha mẹ, thầy cũng biểu mình cúng tương cho thầy, cũng không cho mình cúng mặn nữa. Nó thầy nói là cúng lớn thì tội lớn đó, cúng nhỏ tội nhỏ, mà không cúng thì xa địa ngục. Rồi mấy ông hỏi thầy chứ là không có không cúng sao mà thầy nó không cúng thì xa địa ngục. Rồi thầy nói là có cúng tương là mới là được thôi, chứ còn cúng mà cúng mặn là cúng nhỏ tội nhỏ, cúng lớn tội lớn đó. Còn mình không cúng là xa địa ngục, chứ phải cúng tương mới được. Chứ bởi vì trong kinh Phật có nói ha, ông bà trăm năm dẫu có qua đời, lòng lành thì cúng cơm chay, chớ nên sát hại những loài thú kia. Dối rằng nói cúng rồi chia, mà đành phủ tội đổ về cho mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, vong linh cha mẹ phải sao đọa đài đó. Rõ ràng đó. Còn thầy thì ổng nói mà quải đơm cúng tế lệ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mị bài, kẻ thác cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thai. Cháu còn báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai. Cho mình cúng ông bà cha mẹ, mình cúng mặn là mình có tội có lỗi. Mà cái này mình ăn không mình đổ tội về cho mẹ cha đó. Bởi vậy tôi nói với con, tôi nói bây giờ con có gì với dưa với muối là miếng trao gì con dọn lại con cúng. Ta không nói ra đại. Bởi vì thầy nó có chi cúng đấy gì thầy dân ơi mà. Mình đừng có nợ mà cúng mặn là lỗ đạo với ông bà chứ. Đạo Phật đó. Bởi vì tôi hồi tôi phát tâm bây giờ tôi giúp pháp, tôi không có ông bà tôi không có cúng một bữa mặn nào ở trên bàn thờ đang đó. Còn con tôi cũng dặn nó có chi con cúng đấy. Mà còn tao đi đâu về đó, con có gì tao dọn cho tao ăn đấy, chứ tao không đòi hỏi gì đang đợi. Thiệt tình tôi không có đòi hỏi cái vấn đề ăn uống này với con tôi vậy đang đợi. Bởi mình tu mà ăn nặng mà sống, thầy nó ăn nặng mà sống, chứ đừng để sống nặng mà ăn. Nó mình sống mình dinh dưỡng cái thân mình ra mà ăn cho mà đặng ăn sống. Thầy nó ăn đặng mà sống, chứ đừng để sống đặng mà ăn. Trần bất nhiễm là người thánh đó. Tôi nói mình không nhiễm là mình người thánh đó. Bây giờ mấy cháu gặp cái gì mấy cháu cũng không nhiễm hết trơn, là mấy cháu thánh đó. Bây giờ mấy cháu biết cái gì cũng biết đâu. Lẫn tục đừng mê mới chứng bực hiền. Ngoài đời mấy cháu không còn mê gì nữa trơn, là mấy cháu được chứng bực hiền, chứ không có gì lạ đó đâu. Mà giờ mình thấy mình còn mê dữ dằn, chưa mình mới có bớt mê, chứ chưa hết mê.